Xin cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đọc hiểu cái bản vẽ lắp đồ gá trong cái quyển sổ tay Atlas đồ gá của thầy Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Địch, nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Đây là quyển này đây các bạn. Đây là một cái quyển sách khá là hay, nó có rất là nhiều kiểu loại đồ gá mà chúng ta có thể tham khảo để thiết kế những cái loại đồ gá riêng của mình. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đọc hiểu cái đồ gá ở cái trang 85 nha các bạn. Đây đồ gá này đây bạn, là nó cái mục là 13.7 đồ gá phan phân độ lỗ phi 5 nha. Đây chính là cái đồ gá này nè các bạn. Ở đây người ta vẽ một hình chiếu đứng và cái thêm một cái hình cắt tại vị trí này, vị trí AA này nè. Đó, và nhìn từ bên phải qua từ hình dưới này. Đó. Thì để tôi phóng to lên tôi phân tích cho các bạn xem nha. Đầu tiên á là cái chi tiết mình nè. Đó, chi tiết mình, cái biên dạng chi tiết mình nó chạy nè, từ đây qua đây. Đó, qua xuống đây. Quanh qua đây, lên đây. Đó, quanh qua đây. Đó, chi tiết mình là cái số 8 này các bạn. Nó giống như một cái dạng bạc vậy đó ha, có cái lỗ ở giữa nè. Đó. Đây, mà nếu mình đứng đây mình cắt ngay đây nè. Đó, cắt ngay đây. Ha, mình nhìn từ phải qua trái. Thì đây cái vòng tròn nữa đây. Đó, cái bề dày nữa đây. Thì ở trên cái thân này người ta khoan 8 lỗ nha các bạn. 8 lỗ phi 5 này nè. Đây một lỗ nè, 2 lỗ nè, 3 lỗ nè, 4 lỗ nè, 5 lỗ nè, 6 lỗ nè, 7 lỗ nè, 8 lỗ ha. 8 lỗ cách đều nhau ha. Và mỗi lỗ cách nhau là 45 độ. Ha, mỗi lỗ cách nhau 45 độ. Ha. Rồi. Cái chi tiết này nó có thêm các cái gọi là cái tai ha, cái tai lòi ra. Đây, cái phần này nè, có nhiều bạn không hiểu cái này là cái gì. Đây là cái phần lòi ra của cái tai này nè các bạn. Đó, những cái tai này nè, nó có một cái nè, hai cái nè, ba cái nè, bốn cái nè. Đó, bốn cái lòi đều ra hợp với nhau một góc là 90 độ nè các bạn thấy không? Đó, 90 độ nè, 90 độ nè, cái tai nó lòi ra. Đó. Và ở bên đây nó có một cái cục lòi ra như thế này. Và trên đây nó có cái lỗ trên đây nó có cái lỗ thì cái lỗ này tí nữa người ta sẽ dùng cái chốt chám để định vị vô cái lỗ này, tí nữa tôi sẽ phân tích sau. Rồi, về mặt kết cấu chi tiết nó còn thêm là ở phía đầu này nè. Đó, nó sẽ có một đoạn ren này các bạn ha. Đây cái này chính là cái ren nha. Rồi, ở phía trong nó có cái rãnh các bạn thấy không? Phía trong này nè, lòng trong này nó tiện một cái rãnh. Đó, và nó khoan cái lỗ khoan 8 cái lỗ đều nhau nha, khoan 8 cái lỗ đều nhau. Cho nên khi các bạn nhìn nè, các bạn thấy cái hình này, elip này nè, chính là những cái lỗ mình đứng đây nhìn qua nè. Đó thì thấy cái mép lỗ này nè, chính là hình elip nè. Cái đứng đây nhìn qua nha các bạn. Đứng bên đây nhìn qua thì cái lỗ này chính là thằng trên này nè. Đó, và cái đứng đây nhìn qua thì cái lỗ này nè chính là thằng dưới này nè. Đó, còn cái thằng này là tại vị trí cắt này nè. Đó, cho nên các bạn thấy nó lượn cái cung không? Đó, nó lượn cái cung đây, ở trên nó lượn cái cung xuống vậy. Rồi, tiếp theo là về cái thân đồ gá mình. Đây, cái thân đồ gá của mình nó chạy từ đây nè, hoành qua đây, hoành lên đây. Đó, hoành xuống. Đó, thấy chưa? Đó, thì toàn bộ kết cấu cái thân dưới nè. Và cái này là những cái linh kiện gắn thêm ha. Sự kết nối giữa thân đồ gá nè và các cái vách đứng này nè. Đó, thì cái hình này nó chưa thể hiện rõ, tí nữa tôi sẽ phân tích cái chỗ này sau nha. Rồi bây giờ tôi sẽ chuyển qua phân tích định vị và kẹp chặt nè. Đầu tiên là tôi phân tích định vị trước nha các bạn. Và để dễ phân tích định vị tôi sẽ gắn cái hệ trục tọa độ vô như sau để tôi dễ nói cho các bạn xem nha. Ví dụ tôi cho trục này là trục Z đi, trục thẳng đứng lên nè. Đó là trục Z. Rồi, trục Z nha. Rồi trục nằm ngang qua như vậy là trục X. Và trục đi ra phía ngoài nha là trục Y. Đó. Thì cái chi tiết của mình á được định vị bởi các cái chi tiết như sau. Thứ nhất là cái lòng trong nè nha. Nó nhờ cái chốt trụ ngắn số 2 này nè các bạn, cái đoạn trụ ngắn số 2 này nè. Đây vị trí này nè. Đó.
kéo vào đây. Ở vị trí này nha, là chốt chuột ngắn số 2 nè. Nó sẽ định vị là hai bậc tự do nha các bạn. Hai bậc tự do bị khống chế. Cụ thể đó là hai bậc nào? Thứ nhất là nhờ cái trụ này nó không cho chi tiết mình tĩnh tiến lên xuống theo cái phương Z, tức là tĩnh tiến theo OZ. Tĩnh tiến theo OZ này bị khống chế nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, khóa lại, khống chế không di chuyển tĩnh tiến được OZ. Và tĩnh tiến theo OI nè. Tĩnh tiến theo OI cũng bị khống chế luôn. Đó. Đây. Đó, các bạn không thể nắm chi tiết mà lôi theo phương OI đi được ha. Và nắm chi tiết lôi theo phương OZ nó cũng không thể đi được ha, vì nó mắc cái chốt này rồi. Đó là hai bậc nha. Tiếp theo cái mực đáy dưới nè các bạn, mặt đáy này nè, mặt đáy của cái bậc của cái chốt nè, đây mặt đáy này nè. Đó, vị tại vị trí này nè các bạn ha. Đó thì được xem như là một mặt phẳng ha. Mặt phẳng thì mặt phẳng nó sẽ định vị ba bậc nha, vị ba bậc. Đó, định vị ba bậc. Cụ thể ba bậc nào? Đây, mình được phân tích tiếp nè. Thứ nhất là nó không cho chi tiết mình ha đi về phía bên tay trái nữa, tức là tĩnh tiến theo phương OX bị khống chế nè. Nha. Chi tiết mình không thể nào chạy theo phương OX được vì nó để lên trên cái bậc này rồi ha, trên cái mặt đó rồi đó. Khống chế tĩnh tiến theo OX nè. Rồi, quay quanh OZ, quay quanh này nè, cũng không thể được. Nha, quay quanh OZ bị khống chế nè. Đó, quay quanh OZ bị khống chế nha các bạn. Rồi, tiếp theo, đó là quay quanh OI nè, cũng bị khống chế nè. Quay quanh OI cũng bị khống chế nè. Đó. Đấy chưa? Rồi. Khóa lại nè, chéo nè, đó. Như vậy là chi tiết mình định vị được năm bậc tự do rồi, đúng không? Và cái chỗ này các bạn lưu ý nè, nhiều bạn đọc sót dưới đây nè, ở dưới đây, tức là khi người ta cắt ở cái mặt cắt này nè, các bạn mặt cắt A này nè, đứng đây nhìn qua, theo cái mũi tên này nè, thấy chưa? Đó là đứng từ bên phải nhìn qua, thì nó ra cái hình này nè, mặt cắt A nè, thấy chưa? Hình dưới đây nè. Thì đây nó có bộ phận này nè. Đó, thì cái chi tiết này nó có một cái tay lồi ra như thế này. Và trên cái tay này nó có một cái lỗ. Và người ta sử dụng một cái chốt, chốt chám nha. Chốt chám xỏ vô cái lỗ này. Đó, và các bạn lưu ý nha, là cái tâm của lỗ chốt trụ đây, đúng không? Cái chốt trụ bự này nè. Và tâm lỗ chốt chám đây. Thì khi mà mình vẽ chốt chám á, là mình phải nối hai đường tâm này lại. Và cái hướng trục lớn của cái chốt chám này nó phải vuông góc ha. Này nó vuông góc như thế này nha các bạn. Đó, vuông góc với cái đường nối tâm này thì mới đúng. Và cái chốt chám này nó khống chế một bậc tự do. Đó, một bậc tự do. Bạn lưu ý nha. Tức là cái vị trí để đặt chốt chám này là phải theo nguyên tắc, phải đúng quy tắc, chứ không phải mình muốn đặt hướng nào là cũng được hết. Tại vì sao? Bây giờ các bạn xem nè. Nếu như giả sử tôi chưa có cái trục chốt chám này nha, cái trụ chốt chám này tôi chỉ có cái trụ ngắn chỗ số 2 này thôi, thì cái chi tiết mình ha, nó có khả năng quay như nè, quay qua quay lại quanh cái tâm của hay nói cách khác là quay quanh cái trục X đó các bạn ha, quay quanh tâm này nè. Đó, thì khi tôi bỏ cái chốt chám này vô thì nhờ cái chốt chám này mà nó khống chế cái bậc quay quanh ha, quay quanh cái tâm này, hay nói cách khác là quay quanh trục OX đó các bạn nha. Thì cái chốt chám này nó khống chế cái bậc là quay quanh OX nha các bạn, quay quanh OX. Đó, quay quanh OX nè. Nhờ cái chốt chám này nó khống chế được cái bậc này. Và các bạn một điều lưu ý cực kỳ đó là cái vị trí ha, cái chốt chám này, cái đường tâm mà theo cái hướng dài này nè, nó phải vuông góc với cái đường tâm mà nối giữa chốt trụ này nè và chốt chám này nè thì nó mới đúng nha. Đó, về mặt định vị ha, là chi tiết này tổng cộng định vị 6 bậc tự do ha, 6 bậc tự do. Rồi. Tiếp theo để tôi ghe luôn nè. Nha, tôi undo lại để nó sạch mấy cái này đi. Rồi tôi nói tiếp cho các bạn xem nha. Rồi, tiếp theo. Bây giờ người ta kẹp chặt như thế nào nha. Bây giờ nói qua kẹp chặt. Thì ở đây á, chi tiết của mình á, khi mà người ta bỏ chi tiết vô nè. Đó, thì người ta sẽ bỏ từ bên phải này qua nè các bạn. Thì lúc đó cái số 4 này nè các bạn là nó một cái lon đền chữ C nha.
Vấn đề chữ C thì tôi cũng đã phân tích ở nhiều cái clip khác rồi. À, nếu mà mình đứng đây nè, đứng đây mình vừa nhìn vô á, thì cái thằng số 4 này nhiều bạn không hiểu nè. Thằng số 4 này cái biên dạng nó giống như vậy nè các bạn. Hình tròn như nè. Nha, nó là hình tròn nha. Đó, nó giống cái lon đền chữ C nha. Đây, chỗ này nó như thế này. Đó, nó chữ C như vậy. Đến chữ vậy. Chỗ này là cái cung tròn nha các bạn. Cung tròn tôi vẽ nó không được tròn đó, thấy chưa? Đó cái bu lông chỗ này nè, đó là nằm ngay đây nè, đó bu lông mình đây, đó thì khi mình bỏ cái lon đền chữ C từ trên xuống nè, đó xong mình dặn con bu lông số 3 này nè, thì nó ép vô, nó kẹp chặt chi tiết. Khi mình muốn lấy chi tiết ra, mình sẽ dặn cái thằng số 3 này nè, tức là cái đai ốc số 3 này nè, nới nhẹ ra tí, rồi mình rút cái lon đền chữ C này đi lên phía trên. Đó, xong mình mới lấy cái chi tiết này ha, kéo cái chi tiết này về phía bên phải thì nó mới đi ra được nha. Và lúc mình gấp mình lắp vô á, thì mình cũng lắp từ bên phải đi về phía bên trái này, lắp vô rồi bỏ lon đền chữ C đi xuống nè, rồi mới siết cái thằng bu lông con đai ốc số 3 này vô, thì nó gịch vô. Thì khi con đai ốc số 3 này đi vào á, nó sẽ rịch cho cái lon đền số 4 này, đẩy lon đền số 4 này về phía bên trái. Và khi lon đền số 4 này vào về phía bên trái, nó tì vô mặt này nè, đó nó sẽ ép chi tiết mình vô, đó, giữ chặt chi tiết, đó là kẹp chặt chi tiết rồi. Và ở trên đây các bạn lưu ý cái bộ phận này nè, đó cái thằng số 5 này nó là một cái viên bi, định vị, viên bi định vị. Tại vì sao? Ở đây người ta muốn khoan là 8 cái lỗ nữa các bạn thấy không? Lỗ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, 8 lỗ này cách đều nhau. Thì ở trên cái trục số 1 này nè, người ta sẽ khoan 8 cái lỗ, khoan 8 cái lỗ cách đều nhau để chi, để định vị viên bi này nè. Đó, khi mà viên bi này nó gơ vào đúng cái vị trí thứ nhất người ta sẽ siết cái đai ốc số 6 này nè các bạn. Khi siết đai ốc số 6 này thì toàn bộ nó rịch nguyên cái trục số 1 này nè về phía bên trái để cố định lại, cố định lại. Sau đó người ta sẽ khoan, khoan xuống. Sau khi khoan xuống xong rồi, người ta sẽ mở cái thằng đai ốc số 6 này nè để người ta quay cái trục này nè. Đó, quay cái trục này nha. Quay cái trục này để cái viên bi này nó tới cái vị trí lỗ kế tiếp ha. Ví dụ các bạn khi các bạn khoan xong lỗ này đúng không? Các bạn quay đó, quay như này để cho vị trí này nè, khi vị trí cái lỗ này tới vị trí đây đó, thì lúc đó cái viên bi này nè nó sẽ lọt vào cái lỗ ha, cái lỗ kế tiếp đó, và lúc đó các bạn lại siết cái thằng số 6 này lại và các bạn khoan đó, ta được cái lỗ kế tiếp. Và cứ tương tự vậy, sau khi khoan xong cái lỗ này rồi thì mình lại nới cái đai ốc số 6 này ra để cho nó hơi lỏng ra, và mình thực hiện động tác xoay xoay toàn bộ chi tiết này đó, thì cái trục số 1 này nè nó sẽ xoay tiếp qua cái lỗ thứ ba, cứ như như vậy làm lần lượt cho đến cái lỗ cuối cùng. Đó. Thì cái viên bi và cái lò xo ngay chỗ vị trí số 5 này nè có công dụng là người ta gọi là phân độ, hay phân độ để khoan đều các cái lỗ này. Tiếp theo phân tích tiếp đó là cái thân đồ gá này nè. Ở đây thì người ta vẽ chưa có rõ ràng, tức là giữa cái thân đồ gá này và cái vách đứng này nè nó liên kết như thế nào thì chưa chưa thể hiện rõ. Tại vì ở đây người ta chỉ vẽ một cái hình cắt đứng như này và một cái hình mặt cắt AA như này, thì chưa thấy được cái mối liên hệ liên kết giữa thằng dưới này và thằng trên này đó. Thì ở đây có thể là có nhiều phương án, mình có thể bắt bu lông từ dưới lên các bạn, bắt bu lông từ dưới này lên đó, tại vì cái trên đây nó dày nè, cái bề dày dày, bắt bu lông từ dưới lên đó cũng được. Hoặc là các bạn làm phương án hàng hàng đó, hàng dính hai này lại nhau cũng được, nó có nhiều phương án lắm nha, hàng dính hàng này đó, hoặc là đúc liền khối hoặc là đúc liền khối, hoặc là các bạn có thể làm phương án khác, đó là ở đây mình sẽ làm cái chữ giống như chữ L ra như này. Đó, rồi mình bắt bu lông từ trên xuống. Đó, các bạn theo tham khảo các cái đồ gá khác thì các bạn sẽ thấy được điều đó ha. Rồi, có rất là nhiều cách làm nha các bạn.
Tiếp theo tôi gieo luôn tí. Rồi ở đây á, trong cái đồ gá này người ta cũng chưa có nói rõ đó là cái định vị, cái cử trong này nè đó, để định vị cái đồ gá mình xuống dưới cái rãnh chữ T của bàn máy ha, và cái rãnh để bắt cái toàn bộ cái đồ gá này nè lên trên cái bàn máy ha, thì ở đây nó cũng chưa thể hiện rõ. Thì cái hình này các bạn nên vẽ thêm ha, thêm hai hình chiếu nữa, thêm hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh nữa thì cái nó mới rõ hơn được. Đó. Ở trên đây ha thì liên kết giữa cái tấm ha, cái phím để đỡ cái bạc dẫn hướng này và cái vách đứng này cũng người ta chỉ vẽ nguyên lý thôi, người ta vẽ hai đường tâm này ha, ta bắt bu lông vô thôi. Đó. Và các bạn lưu ý là ở đây nè, các bạn thấy không, các bạn lưu ý là cái bạc dẫn hướng này nè đó, nó có cái đầu lồi ra rất là dài đó, cho nên khi các bạn lấy chi tiết ra, khi các bạn mở cái con đai ốc số 3 nè, rút cái lon đền số 4 này lên và lấy chi tiết này ra phía bên tay phải thì có khả năng là cái đầu này nè đó, cái đầu này nó sẽ chạm vô thằng này không rút được, không rút được. Thì ở đây nó có hai cách làm. Một là mình sẽ rút cái bạc dẫn hướng này, mình làm cái bạc dẫn hướng tháo lắp nhanh, để khi mình muốn rút chi tiết ra theo hướng này thì mình có thể rút cái bạc dẫn hướng này ra trước rồi mình mới lấy chi tiết theo hướng này. Cách thứ hai là mình sẽ nới rộng cái đai ốc số 6 này nè, nới đai ốc số 6 này trước để mình xây nó đi, xây mà đi một góc để cho đây nè, để cho cái thằng này nè, khi mình nới cái đai ốc số 6 này rồi á, nó lỏng ra rồi á thì mình xây thằng này đi được. Mình xây chi tiết này đi được thì cái cánh này nè, cái người ta gọi cái cánh nha, cái cánh lồi này nè đó, nó sẽ dịch ra phía ngoài đây nè đó, nó như thì lúc đó mình có thể rút chi tiết mình ha, theo cái phương ngang này qua đó. Như vậy là gì, mình có hai cái phương án để có thể lấy chi tiết mà không bị đụng vào cái đầu lồi ra của cái bạc dẫn hướng này nha các bạn. Các bạn lưu ý chỗ này đó. Rồi như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn đọc hiểu sơ cái bản vẽ lắp đồ gá này. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi thực sự ích cho các bạn thì xin các bạn hãy cho tôi một like. Các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau. Các bạn hãy đặt chuông thông báo để khi chúng tôi phát hành những cái clip mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được các cái clip đó. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau.